Chưa thấy ai đi khuôn gái hát bài này. Bị hạ canxi trong máu đột ngột. Cái bản đăng ký chương trình là do bạn gái cũ của em đăng ký. Bạn nam đâu? Ra sân khấu. Mời bạn ngồi. Dạ. Đầu tiên xin kính chào quý vị khán giả. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Em tên Cao Trường Minh. Năm nay em 33 tuổi. Và em đang làm quản lý đầu tư về các mảng thương mại dịch vụ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Wow. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Em tên là Ngọc Mai. Em năm nay 29 tuổi. Em tuổi con cọp. Em đang là nhân viên văn phòng ạ. 29 tuổi. Chị tin dữ vậy ta. Hai bạn rất là năng động. Những cái mặt mạnh của mình là gì? Điểm mạnh của em là em khó khóc lắm. Cái lần khóc gần đây nhất của bạn là khi nào và vì chuyện gì? Em cũng không nhớ nữa, mà em thì luôn vui vẻ. Đúng rồi, thôi cứ cười đi ha. Mình cười được ngày nào mình cứ cười, cười cho nó vui. Hy vọng là người đàn ông bên kia sẽ không mang lại nước mắt cho em, chỉ mang lại nụ cười thôi. Được không anh Minh? Dạ được chị. Em cũng tìm người như thế đấy ạ. Tại vì em có một cái khuyết điểm, đó là em bị hạ canxi trong máu đột ngột. Cho nên là người đó phải là luôn làm cho em cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Đúng rồi, buồn là xỉu đó. Dạ đúng rồi ạ. Nguy hiểm lắm à. Anh Minh nghe vậy có sợ không anh Minh? Dạ không chị ơi, em cũng thường hay bổ sung canxi lắm chị. Bạn xách cái đàn đây để hát hả? Dạ. Giao lưu hả? Giao lưu với lại mọi người. Tính trong đầu giao lưu bài gì? Dạ thì em cũng muốn gửi tới mọi người là cái bài hát về sinh viên kiến trúc. Một bài nhạc vui thôi. Sao nó không liên quan tới tình yêu, phải hát tình yêu để gây ấn tượng bên kia chứ. Dạ cũng có nhưng mà toàn bài buồn không. Kệ nó, hát bài buồn cũng được, về tình yêu đi. Biểu diễn mà bể dĩa đổ thừa anh Linh đó. Quan trọng nghe giọng thôi mà. Chủ đề là tình yêu. Dạ rồi, cũng được. Vỗ tay các bạn. Tôi khuyên em hãy nghĩ kỹ đi em, yêu tôi rồi chỉ khổ thân em, bởi tôi là một kẻ lang bang không đem lại hạnh phúc cho em. Vậy sao mà hát được anh? Anh làm khó em quá. Ủa gì kỳ vậy? Đi tỏ tình mà đi cô gái mà hát bài kỳ. Em đã nói là bài nó bài buồn không hả? À? Buồn buồn chứ tự nhiên mà tôi là lông bông rồi. Chưa thấy ai đi cô gái hát bài này. Sao anh nhìn em lạ vậy? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ nếu mà nói tính ra thì chắc khoảng 5. Cũng vì hát bài này. Nói nghe nè. Dạ. Dạ sao chị? Có bị ám ảnh mối tình cũ không? Dạ chắc cũng có. Rồi bây giờ thích cái người bạn gái mới là người như thế nào? Dạ em thì cái mẫu bạn gái của em cá tính, nhưng mà đừng có tính cá mà cá mập quá. Có thể ăn tươi nuốt sống em thì nó cũng kỳ. Cá tính. Dạ nhưng mà đừng có tính cá chị. Mà đừng có tính cá, sao nhức đầu quá, mệt quá. Hát thì nghe còn hiểu, nói chuyện không hiểu gì hết trơn. Nói chung hát được. Em cảm nhận sao? Nãy giờ nghe bạn trai kia hát em thấy như thế nào? Dạ, bạn hát rất là dí dỏm và vui ạ. Chị nghĩ cái anh này không có làm em buồn đâu, không có tụt canxi đâu. Ủa mà sao đăng ký chương trình này? Rồi bạn gái cũ đâu rồi? Tới chương trình này cũng là một duyên. Em thì cái bản đăng ký chương trình là do bạn gái cũ của em đăng ký. Trời đất ơi, gì lạ vậy? Là chứ sao? Em không biết là em đăng ký chương trình này. Của bạn gái cũ của em đăng ký? Dạ. Cô nào lạ vậy? Ủa tại sao vậy? Bây giờ cổ đâu rồi? Hai dạ, người yêu nhau. Lấy chồng rồi. Không hiểu nha, bạn nói lại coi. Tức là hai người đang yêu nhau. Dạ. Xong rồi cô gái ấy đăng ký cho bạn. Dạ. Bạn không biết. Dạ. Rồi cuối cùng sao bạn biết?
Dạ khi mà người ta về quê và quyết định là lấy chồng thì lúc đó thì có nói với em là đã đăng ký cho anh chương trình này, nếu mà có cơ hội thì anh cứ tham gia. Tức là cô gái ấy đã tính toán từ trước khi về lấy chồng. Dạ. Coi như đi rồi mà còn lo là cái hậu vận á, nghĩa là cũng còn một chút lòng từ bi đó lo cho anh á. Không, nhưng khi được cái tin mà bạn gái bạn đăng ký cho bạn mà lấy chồng rồi á, bạn có sốc không? Dạ thấy vui hơn thấy sốc. Vui là sao? Vì nghĩ là người ta vẫn còn quan tâm tới em, nghĩ là người ta đăng ký. Thôi ngưng đi, bên đây sắp sụt tụ canxi rồi. Câu chuyện nó lạ không bạn? Em cảm thấy sao quá anh. Có khi nào bạn yêu anh này sao vài hôm bạn đăng ký cho anh này chơi chương trình khác không? Nếu như chơi chương trình khác thì chắc em rủ anh đó chơi chứ không để anh chơi một mình đâu. Cái này được. Ví dụ như chương trình Vợ Chồng Son vậy đó. Dạ. Ha. Nói vậy chứ nãy giờ nghe bạn kia kể về cái chuyện tình cũ của bạn ấy như vậy thì bạn cảm thấy như thế nào? Em nghĩ là bạn vẫn chưa có quên được cái tình cảm của với lại bạn nữ kia. Chắc là bạn cũng còn một tí xíu xíu gì đó với bạn nữ kia. Còn về riêng bạn thì sao? Những cái mối tình trước đây của mình? Trước đây thì em có quen nhưng mà chắc là không có duyên có số cho nên là đi nửa đường rồi gặp ngã ba ra đường ai nấy đi thôi. Bao lâu rồi bạn? Dạ cũng hơn 2 năm rồi ạ. Em có hoài niệm đến người cũ hay không? Dạ không ạ. Tại vì không có duyên có số rồi thì thôi đường ai nấy đi rồi đi thì đi thôi chứ mình còn nghĩ gì nữa ạ? Đúng rồi, cái gì qua rồi cho qua mình luôn đúng không? Sống cuộc sống của mình thôi. Rồi thôi qua hết, nãy giờ coi như nói chơi thôi không có gì hết á. Rồi. Bây giờ quan điểm của mình là bắt đầu từ bây giờ. Rồi. Làm lại từ đâu? Bây giờ để chọn một người bạn trai mới thì bạn có cái yêu cầu gì dành cho người bạn trai của mình không? Có một tí xíu gì đó cùng sở thích với em là yêu thích động vật nè, em thích chó mèo lắm. Bạn có thích nuôi chó không? Chó mèo? Dạ có chứ. Lo cho chó mèo không? Không lo cho nhau. Dạ không, 50-50 à. Trời đất ơi, chó mèo bằng con người luôn hả? Dạ không, không phải bằng đâu, là anh đó lời hơn đó. Tại vì em nuôi một con chó, một con mèo. Hai con mà 50, còn một mình ảnh 50. Thì ảnh là con gì? Em không thích cái điểm nào ở người đàn ông? Dạ người đó đừng có lôi thôi. Ăn mặc phải gọn gàng, sạch sẽ một tí. Hình như không có sạch lắm. Thôi đùa thôi, bạn đi đến đây với ai? Có ai theo ủng hộ mình không? Dạ, có hai bạn ạ. Chào em. Dạ con chào cô Cát Tường và chú Quyền Linh. Hồi nãy giờ em ngồi dưới ha, thấy hai bên hai người tâm sự, chia sẻ thông tin với nhau. Vậy em cảm nhận hai người này như thế nào? Quan điểm của con thì thấy anh này với chị cũng có nét tương đồng là rất là cá tính. Nhưng mà cái quyết định là do chị của con quyết định. Rồi, cảm ơn con. Bây giờ trước khi mà kéo màn lên ha, bạn hãy nói về ưu điểm của bạn. Dạ, ưu điểm của em thì vui vẻ và hòa đồng. Nay cũng thấy rồi. Dạ. Khuyết điểm là gì? Dạ, hay hay điên tí. Crazy man. Dạ, đó là giống như là đang ngồi buổi tối thì chẳng hạn thích một cái cảm giác gì đó nó thay đổi. Có thể là đi thẳng ra Long Thành uống sữa chẳng hạn, rồi về. Tưởng đâu nói đang ngồi uống cà phê bờ sông, cái tiện đứng dậy đi thẳng xuống sông. Thích đi vậy đó ha. Dạ. Rồi, chúng ta kéo màn lên. Rồi, 2 phút trò chuyện nha. Bắt đầu. Hầm râu rất là tôi không khoái rồi đó. Bồng. Em không biết nói cái gì. Bồng. Bồng. Dạ, bồng. Dạ, thôi, mang qua tặng. Cảm ơn anh ạ. Như đó cũng quên nữa, lo cái gì đâu không à. Thì lâu lâu em có hơi... Không lẽ đi yêu tôi theo? Nhắc tôi. Lúc nãy nghe nói là em yêu chó mèo á. Dạ đúng rồi, em thích lắm ạ. Nếu mà sau này mà có cơ hội mà đến với nhau á, thì về anh không biết là chó mèo hơn hay là anh sẽ hơn. Lại nói rồi, nãy em nói rồi, 50-50 à. Em chăm sóc cho cả hai như nhau hết. Cái công việc của anh cũng có cái thời gian mà đi công tác á cũng rất là nhiều, thì cái lúc đó không có thời gian để gặp mặt rồi hay là sau đó, thì em có chấp nhận được cái điều đó không? Anh yên tâm đi, thì em có con chó với con mèo của em, lúc đó nó sẽ thay anh yêu em. Không có em thì ngủ chó mèo, có anh thì anh ngủ với em, ngủ với anh mà. Không, bây giờ mình bỏ chó mèo qua bên đi, mình vô chuyện hai đứa đi. Để đứa thứ ba, thứ tư chen vô hoài. Rồi giờ chừng nào, thí dụ được chừng nào tiến tới hôn nhân. Rồi ở đâu, con cái, gia đình sao rồi. Nếu như mà tiến triển tốt thì có thể là
sang năm thì sẽ tiến tới hôn nhân. Em cũng dự định là muốn lập gia đình sớm, mang một chàng rể về cho má để cho má vui, má sống lâu hơn. Như vậy thì chắc cũng sẽ nhanh thôi, tại vì anh nghĩ là cá tính của em với lại cá tính của anh thì nó cũng gần gần tương đồng với nhau. Mới gặp con chút biết tương đồng. Hứa dư em mấy một có. Câu gì đi. Thôi mỗi người một câu cuối cùng. Hứa một câu gì thì sẽ cố gắng là dành nhiều thời gian ra để mà chăm sóc mà cho gia đình và vợ của mình. Nhớ phải chăm sóc mấy con chó nữa nha. Dạ, để cho có thể là vợ mình sẽ chăm sóc. Còn em thì chỉ là người thứ hai thôi anh. Nếu như mà anh cưới em về thì anh sẽ được ăn những món gì mà anh thích thì cho chính tay em nấu cho anh ăn. Được ăn nhiều loại bánh. Ồ. Đã mập ngay càng mập hơn. Cặp phải được nè. Chuẩn bị. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định có nhấn nút hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3 Chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau thử cái coi, cảm nhận như thế nào? Dạ lạnh vậy. Có tụ canxi gì không? Dạ ấm. Ấm là ổn hay là không ổn? Dạ là ổn ạ. Ổn ha. Rồi. Đây là những chiếc